Mở đầu clip là một pha trả đũa có 1-0-2 sau khi bị voi liên tiếp dùng vòi phun nước, Ngỗng nổi cáu và lao vào tấn công khiến voi to lớn tháo chạy. Cụ thể, Ngỗng đã bay lên trên thân voi rồi mổ nhiều cái khiến con vật to lớn này quay cuồng. Sau một lúc, Ngỗng vẫn bị những cú đá đau từ voi, nhưng Ngỗng vẫn vươn cánh bay lên để trả đũa lại. Đừng nghĩ to xác mà muốn làm gì thì làm nhé, chú Ngỗng nói. Mấy dân chơi sớm dạo này lộng hành quá nhờ. Biểu diễn tiết mục múa gậy như ý của Tôn Ngộ Không hay gì? Mới nhỏ mà như này thì lớn lại thành dân tổ chuyên nẹp bô cháy phố chứ lạ gì. Lão cá rồi cây vô đầu lại bảo sao xui nhà mấy nhóc. Phá làng phá sớm là giỏi. Chú em này nhanh nhẹn đấy. Kiểu gì cũng sắp ra trường rồi. Không nhanh tay để thằng khác nó tợt mất thì lại ngồi đấy mà tiếc. Khi bạn có mẹ là Gen Z mà còn nhai chúa, khổ thân, mới chợp mắt có 1 phút 30 giây thôi mà bị vẽ cái mặt ra vậy đó. Cú sốc tuổi thơ luôn chứ đùa. Kiểu gì? Đây chắc là con trai của tôi trong tương lai các bác ạ. Chứ đang độ tuổi ăn chơi cháy phố mà phát vào hành trình làm phụ huynh thì rất chi là ba chấm luôn. Đảm đang từ bé thế này thì chắc là được bố mẹ đào tạo chuyên sâu lắm đây này. Khi bạn đam mê làm BB Boy nhưng dòng đời đưa đẩy làm shipper, chuyện xui rủi chứ ai muốn mấy bà ơi. Nhưng mà đã gọi là đam mê thì cứ phải cháy trước đã. Nhìn skill của ông anh cũng rất dì và này nọ đây. Có năng khiếu. Cứ tập luyện rồi sau này trúng jackpot các kiểu xong bỏ nghề đi nhảy cũng đỡ bỡ ngỡ. Một pha xử lý vô cùng cộng đền đến từ vị trí của hội những chàng trai Sukana. Tưởng đâu làm xong chuyến này là cuộc đời nở hoa. Ai mà có về không những hoa không nở mà còn tàn mẹ luôn. Đúng là đời. Trời má, chuyến này ông bà gánh cọng lưng chứ không đùa đâu. Nguyên cây búa đó mà vào đầu thì không mới trí nhớ cũng lên nóc tủ ăn chuối cả nải với cả ngắm gà khỏa thân luôn. Cho mày chết, chết mày chưa? Ai kêu mày ngựa? Bình thường ở nhà đù lắm mà, sao tới khúc này mày lanh quá vậy con? Suýt nữa thì hẹo luôn. Cũng may có anh trai cao to đẹp trai gánh cọng lưng, chứ bà này mẹ cũng đến chịu. Ai đẹp? Mười đẹp? Trong cái rủi có cái may là như thế này này các bác. Thêm xíu nữa thôi là rơi vào trầm tư, bầm dập như trái cà chua cả người lẫn xe luôn. Bởi vậy nhiều khi muốn hướng ngoại mà hèn nên ở nhà cho nó yên thân. Lại thêm một pha hành động vô cùng ảo mà Canada nữa. Đứng thêm miếng nữa có khi cả chó lẫn chủ đóng được phim nấc thang lên thiên đường luôn chứ không đùa được đâu. Sau pha này chắc em chó ra đường là nên đái luôn chứ đùa. Nước đái mang tính hủy diệt thế cơ mà. Cha cha, quả bệnh viện nào có quả cổng được của ló quá nhờ. Automatic đồ các kiểu, xịn sò con bò đây. Ơ kìa chị Bảy, làm gì đấy? Lần đầu thấy cửa tự động hay gì? Test độ nhạy của cổng luôn mới ghê chứ. Làm nhiều cái riết chán không muốn nói. Hồi xưa đọc mấy phụ các chị mẹ đi chợ bỏ quên con tôi còn không tin. Giờ hai ông anh già đầu đi với nhau mà còn như này thì phải tin thôi các bác ạ. Đi vào mày con, đi vào mày tao lấy mày gà đó. Nuôi mèo để xả xì chết, để có người bầu bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mà nuôi được quả mèo bá cháy bỏ cháy như này thì dẹp luôn đi. Ngày nó làm cho ba bận kiểu này thì có mà bán nhà cũng chưa đủ tiền thay trần mất. Thổi xách ba lô lên và đi luôn đi, ai mà chứa nổi nữa. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Bơi đã mệt gần chết mà đứa nào còn bôi mỡ vào đây hay gì. Trợ cái muốn rách hát. Còn miếng lương tâm nào không phải loài người. Có thấy bộ gút của anh em tuổi này khó đi không? Đã thế còn ngồi cười nữa chứ. Sống kiểu này ra đường dễ bị cây vô đầu lắm này. Tao quánh chết cha mày. Sống chung một. Sao mà đứa thương đứa ghê. Bất bình quá rồi nha ông già. Khi nào làm thịt nó thì nhớ phải chia phần cho tôi đấy nhé. Chứ không có chuyện mà làm free đâu. Ai chà chà, đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy người ta bốn chân mà nghĩ người ta không biết chơi như mấy người nha. Chưa biết ai dọn hơn ai đâu. Một mình anh cân tất. Mấy chú chịu khó lấy giấy bút ra học hỏi ghi chép kỹ thuật cho nó kỹ càng vào. Quốc bảo đúng là quốc bảo. Suốt ngày ngoài ăn ngủ với báo đời, trèo cây cho rụng cái bẹp thì còn thích làm nũng nữa. Hơi vô dụng nhưng được cái cu te, nên thôi được thứ tha lỗi lầm nha.
ai bảo làm gà cũng nhàn, chỉ biết ăn với kêu cục tới cục ta thì đứng ra đây nói chuyện. Phận làm con ghẻ trong gia đình nấp bèo dạt mây trôi vậy đó, có xứng sung gì đâu, ăn còn không thèm chia nữa, đời đúng bạc. Á đù, nguyên dàn chú cái phim chú chuột đầu bếp luôn chứ đùa. Mấy chú hôm nay không nấu cho mấy nhà hàng có sao Michelin hay sao mà lưu lạc qua đây thế. Khi bạn đang ăn thì nhận ra mình quá xấu, tự dưng thấy đắng miệng, thấy cọc tính ngang. Ai đó làm ơn giải thích giùm tôi trường hợp này, chứ bình thường loài cờ hó nó thông minh lắm mà ta. Kiểu gì? Hợp báo ra mắt sản phẩm nhưng không mời chuyên gia mà lại mời nghệ sĩ hài Bi Lai. Kiểu này hãng không gồng lỗ thì cũng phá sản luôn chứ đùa. Làm việc mà gặp quái này thì túm quần túm áo thoát thân ngay và luôn cho tôi. Lưu lậu gì tầm này nữa. Nó mà ba la nổ cho phát thì có mà banh xác. Nhiều khi muốn chăm chỉ làm việc lắm mà cuộc đời đâu có cho phép. Đàn ông đúng là những đứa trẻ chưa lớn, giỏi nhất là kiếm mấy trò có tính sát thương cao. Khi bạn đam mê đi bar, có đèn nhấp nháy, nhạc sập sình, các kiểu con đà điểu nhưng lại phải đi lái xe. Bớt làm mấy cái trò vô tri lại, nhìn thiểu năng thật sự. Trời đánh còn tránh miếng ăn, quả này trời không thèm đánh luôn mà tự đạp đổ miếng ăn mới xu. Khổ thân mấy ông anh, chắc cay lắm mà không nói được gì đây mà. Còn đúng cái niệt. Ông chú này đúng kiểu, tôi không muốn cuộc sống yên bình, tôi muốn tạo điểm nhấn, tôi muốn tăng độ khó cho game. Làm thì mình làm sơ sơ thôi, làm quá nó lố lăng rồi lao mẹ xuống mương thì trời cũng từ chối độ. À, thì ra mày chọn cái chết. Chuyến này mà với được quả xe lên cũng là một vấn đề nan giải. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.